Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. Tường Vi kính mời quý vị theo dõi phóng sự Cộng đồng do Bích Phượng và Đậu Thanh Vân thực hiện. Bích Phượng, Westminster, Washington DC. Kính chào quý vị, kính chúc quý vị kỷ niệm đệ tứ chu niên ngày khai trương công ty Teletron tại thành phố Fortress, Virginia. Hôm nay thứ Bảy và Chủ nhật ngày 15 và 16 tháng 9 năm 2019 đã có một chương trình văn nghệ thật đặc sắc tại trung tâm thương mại Eden. Xin mời quý vị theo dõi những hình ảnh chúng tôi thu nhận được trong ngày hôm nay. Em sẽ là cô dâu đẹp tuyệt vời. Nhà trai của anh trên chiếc xe đang tàu. Trong hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật 14 và 15 tháng 9 năm 2019, tại trung tâm thương mại Eden, có gần 2.000 quý đồng hương khán giả đã đến nơi đây để thưởng thức chương trình văn nghệ thật đặc sắc vì có hơn 17 ca sĩ và MC đến từ California. Chương trình văn nghệ hoàn toàn miễn phí vì chi nhánh của công ty điện tử gia dụng Teletron tại thành phố Fortress, Virginia đã ăn mừng chi nhánh này được tròn 4 tuổi. Khi được trò chuyện và nghe lời tâm sự của anh Uy Nguyễn, người sáng lập ra công ty này, anh qua Mỹ một mình lúc 21 tuổi, buổi sáng đi làm, từ 6 giờ đến 11 giờ chiều đi học, sau 12 giờ đêm đi bỏ báo, 5-6 tiếng mỗi đêm, và mỗi đêm chỉ ngủ được có 3 giờ. Anh đi làm nghề bán hàng cho hãng Đài Loan và Hàn Quốc, sau đó được lên chức manager. Sau nhiều năm kinh nghiệm với những số tiền dành dụm, anh nảy ra một ý kiến mở công ty bán những hàng điện tử gia dụng cho đồng hương Việt Nam. Và vào ngày 8 tháng 8 năm 2008, công ty Teletron chính thức khai trương. Trong 11 năm, công ty đã có 16 chi nhánh trên nhiều tiểu bang Hoa Kỳ. Kính thưa anh Uy, anh là người sáng lập ra công ty Teletron 11 năm qua và tại trung tâm thương mại Eden, tiểu bang Virginia đã được 4 năm. Xin anh cho khán giả của đài biết được bao nhiêu ngàn chiếc ghế cũng như những chiếc nệm thông minh mà khán giả cũng như khách hàng yêu chuộng nhất tại công ty Teletron. Chương trình kỷ niệm một năm thành lập vừa qua cũng đã được quý vị hưởng ứng rất là nhiều và nhất là ngày hôm nay. Cảm ơn đài, chị Bích Phượng cũng như SBTN đã có mặt tại khu Eden Center, là nơi rất là đông người Việt Nam của chúng ta ở vùng Đông Bắc Hoa Kỳ đến cùng tham dự, và nhất là khách hàng của Teletron từ ở khu vực ở Virginia cũng như DC hoặc là Maryland cũng như vùng Đông Bắc Hoa Kỳ đến rất là đông, từ New York, New Jersey, Philly cũng như Boston đã về tham dự cái chương trình nhạc hội này với hai ngày nhạc hội để kỷ niệm 4 năm thành lập. Và trở lại câu hỏi của chị là Teletron, xin cảm ơn quý vị rất là nhiều trong suốt 11 năm qua với 16 chi nhánh trên toàn Hoa Kỳ và những cái sản phẩm ghế Inada trước đây là cái sản phẩm bán được nhiều nhất, và Teletron cũng đã đạt được con số cho người Việt Nam chúng ta là 22.000 chiếc ghế Inada đã gửi đến cho tất cả quý vị ở toàn Hoa Kỳ, cho tất cả tiểu bang. Và mới đây thì một cái sản phẩm mới theo sự yêu cầu của tất cả quý vị được thay đổi, một cái sản phẩm mới hơn, cao cấp hơn một bậc nữa, do nhà tạo mẫu nổi tiếng, đó là ông Ken Okuyama, là người design chiếc xe lừng danh thế giới, thưa quý vị, là chiếc xe Ferrari, đã design cho quý vị thấy là chiếc ghế mới bây giờ, hai bên hông của chiếc ghế sẽ mở cửa ra và đóng cửa lại như cửa xe hơi. Kỷ niệm đệ tứ chu niên tại trung tâm thương mại Eden. Trong hai ngày, khán giả ngoài được thưởng thức chương trình văn nghệ, còn được nằm thử những chiếc ghế xoa bóp, những chiếc giường thông minh Smart Bed và máy lắc tan mỡ, cũng như mua sắm các mặt hàng gia dụng và vật dụng trong gia đình. Vì hoài bão của công ty Teletron là luôn đem lại niềm vui, sự thoải mái và tiện nghi hiện đại đến cho mọi gia đình, những sản phẩm liên quan đến lĩnh vực sức khỏe, những sản phẩm điện tử cao cấp với phần lãi suất thấp hoặc thậm chí không tính tiền lời cho khách hàng trong vòng gần 4 năm liền, cũng là một cơ hội tốt cho những gia đình không có thu nhập cao, nhưng luôn mong ước có cơ hội dùng hàng cao cấp. Ca sĩ thì quý vị biết rồi, hàng năm chúng tôi đều thay đổi hết. Năm nay ca sĩ này hát rồi, hai kịch này đã đến diễn rồi, thì năm sau chúng tôi sẽ không mời ca sĩ đó nữa. Và ca sĩ hoàn toàn khác, thưa quý vị. Và phải nói rằng nếu mà ai mà muốn làm bầu, ai ghét ai đó, Phượng biết không, thì cho làm bầu. Làm bầu xô là nghĩa là cũng như là trả thù được rồi đó. Là tại vì sao? Ca sĩ đó không phải dễ chiều quý vị. Mỗi người đến mỗi giờ, mỗi người thích ăn cái này thích ăn cái kia. Ca sĩ có khi 3 giờ đến, có khi 5 giờ sáng đến, có khi 6 giờ sáng, rồi có khi 4 giờ sáng về. Thì bất cứ lúc nào Phương Quế cũng phải on phone. Để rồi
đến rồi phải lo ăn, lo hotel, lo chỗ ngủ cho các ca sĩ nữa. Rồi tới giờ trình diễn đó, nghĩa là người này tới trước, người này tới sau, nó gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng mà Phường Quế rất là vui, là bởi vì mình làm được một cái chương trình văn nghệ cho quý vị, phục vụ quý vị, động hướng cái món tinh thần mang đến cho quý vị rất là hay, rất là hoàn hảo. Thì Phường Quế vui, thật là vui để làm cái nhiệm vụ này. Thưa chị Xuân Lý, được biết hôm nay chị là một khán giả và cũng là một khách hàng đặc biệt cho công ty Teletron, tại chị có thể cho em biết được chị mua những sản phẩm gì của Teletron và tại sao không đến những tiệm của Mỹ mà chị lại đến công ty Teletron chị mua những mặt hàng này. Công ty có bán những cái hàng chất lượng nhất, tốt. Em mua mấy cái sản phẩm tất cả? Em mua 3 sản phẩm. Gồm cái gì? Gồm nệm, dàn karaoke và máy massage. Wow, thường thường khi mà Teletron có những cái sản phẩm đặc biệt trong những ngày như vậy thì thường thường khi chúng ta mua 3 sản phẩm như vậy thì chắc chắn sẽ có những cái món quà tặng rất là có giá trị. Vậy thì lần này khi mà mua 3 cái sản phẩm như vậy thì những cái giá trị của những sản phẩm nào được Teletron tặng cho em trong ngày hôm nay? Em được tặng 2 cái gối. 2 cái gối. Dạ. Mà cái gối đó mắc lắm chứ phải. Dạ. Rẻ phải không nha. Dạ. 1 cái gối 500 đồng. Wow, rồi. Và 2 vé máy bay. Oh. Dạ. 2 vé máy bay khứ hồi đi tính dùng với máy bay đi đâu? Việt Nam. Oh, Việt Nam. Dạ. Thành ra thưa quý vị, ngoài những cái sản phẩm của Teletron ra thì có một cái giá cũng khá đặc biệt trong ngày hôm nay, rồi bên cạnh đó còn được tặng 2 cái vé khứ hồi đi về Việt Nam, rồi tặng thêm một cặp gối mà mỗi cái gối như vậy là 500 đô la. Đúng không? Dạ. Yeah. Yeah. Rồi, thì vì cho chị được hỏi là khi mà em đến, rồi em cũng chắc chắn là khi mà em mua tất cả những cái sản phẩm của Teletron thì em cũng đã lên để mà ngồi thử chiếc ghế. Yeah. Dù là chưa có mang về nhà để ngồi hàng ngày nhưng mà ít ra mình cũng đã leo lên cái ghế mình ngồi thử, mình thấy nó tốt mình mới mang về nhà. Vậy thì cái cảm giác của em khi ngồi lên trên chiếc ghế đó như thế nào? Rất là tốt. Dạ. Yeah. Thấy có feel đã không? Rất là feel lên, tại vì em thử rất là nhiều ghế ở những cửa hàng khác mà không có bằng. Nó làm cho mình, nó giống như là thật vậy đó. Yeah. Tức là nó cũng đo cái body của mình từ trên, yeah, xuống dưới, và nó đo đúng cái body của mình, sau đó nó mới massage. Nhưng mà có hay đây là chính bản thân Nhã Ngọc cũng có chiếc ghế đó và cũng rất là thích, là tại vì khi massage bàn chân của mình là cái mà mình đi nhiều, và những cái mạch máu hoặc là những cái dây thần kinh dưới lòng bàn chân rất là nhiều, cho nên khi mà massage cái lòng bàn chân thì nó làm cho mình cảm thấy khỏe. Gia đình em có đông người không? Dạ đông. Vậy là công nhận là không những em là người xài mà cả gia đình đều được xài hết. Dạ. Dạ. Rồi cái chương trình mà em mua với 3 cái sản phẩm đó là em trả góp. Dạ, được trả rồi. Góp hết. Em được trả góp. Dạ. 4 năm. Ừ. Thành ra mỗi tháng mình không có trả nhiều hết, phải không? Dạ, đúng rồi. Mà mình có hàng xài ngay lập tức luôn. Thì hiện giờ là Teletron đang nói em là sắp tới delivery vào những ngày nào? Tức là có, sẽ có liền không? Dạ có liền trong vòng 2-3 tuần. Cảm ơn quý vị đã theo dõi phóng sự kỷ niệm đệ tứ chu niên thành lập công ty điện tử Teletron tại thành phố Fortress, Virginia. Xin hẹn quý vị vào những kỳ phóng sự lần sau. Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Thịnh Đốn tối nay đến đây là chấm dứt. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến xin email về washingtondc@sbtn.tv. Tường Vi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.